Ơi chào người, em có còn cái đầu đầu Huda nha. Này đầu là Hu 380. Con này như là 80cc. Con này là đời cổ nha, là nhưng mà nó khỏe lắm nha mọi người. Cái lỗ bô nó bị mấy con ong ấy mọi người, cái lỗ bô nó bị mấy con ong nó đóng á, về mọi người thập cho nó ra. Ui, con này em nghĩ là nó cũng không có dùng nhiều tại vì đế của nó ít trời mọi người. Chuông này chuột bự ha, mấy con này nó xài xích đại nha mọi người nha, ốp làm gì cả. Con này thì ui, con này cái hơi nó khiếp lắm mọi người, giật không nghe tiếng bô là tại vì cái nè, cái lỗ bô nó bị mấy con ong nó đóng ấy. Về mọi người thọc ra. Con này coi chế đồ còn không, chế đồ còn nha mọi người nha. Đó. Rồi cái đầu này bán không có bao hết nha. Nên mọi người hơi nó thì nói chung là thấy nó biết nó ok đó, nhưng mà điều em không có bao là tại vì bán xả bán cái đầu không à. Anh em nào mà muốn cái cây bò to hoặc là xị gỗ mà mình cái kiểu như mình không có muốn đầu tư nhiều tiền đó, thì lấy cái này. Cái đầu này em để cho 1.3 triệu nha, 1.3 triệu không bao ship nha mọi người nha. Đầu này cũng khá là nặng, chắc cũng phải 6 kg. Đầu này chắc 6 kg, 1.3 triệu nha, không bao ship. Về sao bán vậy nha mọi người nha, không có bao hết nha. Đó. Ui, hồi này em nghĩ là hơi ok nè. Hồi căng lắm. Giờ không nổi luôn. 1.3 triệu ha, có một cái duy nhất thôi. Anh em nào mua về thêm bộ gánh, về mua thêm bộ lâm xích đại. Con này chạy lên 1 mét vô tư. Rồi chào mọi người nha.